Xin chào anh em, mình đang đứng phía trước một cái văn phòng của hãng Lockheed Martin, một cái nhà thầu quân sự rất là lớn của Mỹ. Và cái thứ mà mình muốn giới thiệu anh em là một cái dự án rất là đình đám của Lockheed Martin, cũng như là Lầu Năm Góc, một cái dự án mà đã bị trễ gần 7 năm và chi phí đã bị đội lên tới 163 tỷ đô. Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng của dự án này vẫn xuất hiện. Và tại Singapore Airshow 2018 thì có những 4 chiếc máy bay thuộc dự án này được trưng bày. Và bây giờ chúng ta cùng xem nó là chiếc máy bay gì. Sau lưng mình đây là F-35. Thì ở đây có một cái phiên bản mà mình không rõ là phiên bản nào trong cái dòng F-35. Nhưng mà cũng nói chi tiết cho anh em biết, thì cái dòng F-35 sẽ có 3 phiên bản, nó gồm là F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó phiên bản F-35B là phiên bản thú vị nhất khi nó có khả năng hạ cánh thẳng đứng và cất cánh trong đường bay ngắn. Các phiên bản còn lại thì một phiên bản C dành cho tàu sân bay và một phiên bản A là cất cánh và hạ cánh thông thường với đường băng. Thì ở đây là một cái phiên bản mà được Mỹ gửi cho Singapore để làm tham chiếu. Nó vẫn không phải là một cái phiên bản có hoàn thiện cho lắm. Tuy nhiên thì với một cái máy bay thật ở đây thì chúng ta có thể có được cái nhìn rất là chi tiết về cái dòng F-35 này. Thì dự án F-35 là một cái dự án đầy tai tiếng và một cái dự án mà tiêu tốn rất là nhiều tiền của Lầu Năm Góc cũng như là chính phủ Mỹ. Nhìn qua nó có thể thấy là cái dòng F-35 này có thiết kế khá là giống cái dòng F-22 Raptor. Tuy nhiên nó nhỏ hơn và nó cũng chỉ sử dụng một động cơ. Phiên bản ở đây có một cái khối động cơ để chúng ta có thể tham chiếu. Thì đây là cái động cơ Pratt & Whitney F-135. Thì trên cái phiên bản F-35B thì cái đầu nozzle của động cơ có thể chút xuống, cũng như là nó có thêm cái hệ thống lift fan để mà bay là trên không và hạ cánh thẳng đứng. Tuy nhiên cái phiên bản này thì theo mình thấy thì cái đầu nozzle này nó là đầu fix luôn, nó không có thể cụp xuống được. Ngoài ra một cái điểm rất đặc trưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái chiếc máy bay tàng hình như là F-35 hay là F-22 Raptor, đó là cái thiết kế khí động học của nó cũng như là cái cách mà người ta hoàn thiện cái máy bay. Thì toàn bộ cái phần thân máy bay nó được phủ bởi một cái loại vật liệu là những cái tấm sợi có thể hấp thụ cái tín hiệu từ radar. Ngoài ra thì tất cả những cái khoang, hạn như anh em có thể thấy xa xa trong kia về cái khoang chứa cái càng hạ cánh cũng như là cái khoang chứa vũ khí bom, thì nó đều có cái nắp che và cái phần bên ngoài của nó cũng được phủ bởi những cái vật liệu đó để mà hạn chế tối đa cái khả năng bị phát hiện bởi các loại radar tiên tiến hiện nay. Lockheed Martin không phát triển cái dòng F-35 một mình mà hãng cùng kết hợp với những cái nhà thầu quân sự khác, chẳng hạn như là Northrop Grumman hay là cái nhà thầu BAE của Anh để mà phát triển những cái thành phần tối quan trọng trên cái máy bay này. Như cái phần gù mà có kính ở bên ngoài thì đó chính là cái hệ thống cảm biến, hệ thống targeting system. Thì hệ thống này do Lockheed Martin phát triển và hoạt động theo cơ chế điện quang học. Một hệ thống rất là quan trọng trên chiếc F-35 này. Ngoài ra thì chiếc F-35 còn được trang bị cái hệ thống radar 3 chiều của Northrop Grumman cùng với rất là nhiều cái những cái hệ thống, chẳng hạn như là hệ thống tác chiến điện tử Barracuda của BAE System. Một chiếc máy bay có thể nói là cực kỳ tối tân và rất là thông minh. Tuy nhiên thì với những gì mà nó mang lại thì cái chi phí để sản xuất một cái chiếc F-35 như thế này thì nó không hề rẻ. Mỗi cái chiếc có cái mức giá vào khoảng trên dưới 100 triệu đô. Không hề rẻ. Tuy nhiên cái số lượng đã đặt hàng rất là nhiều từ chính phủ Mỹ cũng như là những cái quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ. Thì hiện tại ngoài Mỹ ra thì còn có rất là nhiều nước khác cũng đã bắt đầu tham gia chương trình F-35. Và có thể kể đến như là Ý, Anh, Singapore thì nằm ở cái nhóm thứ tư chưa có chuyển giao. Là một cái dòng máy bay được Mỹ phát triển để thay thế cho rất nhiều những cái chiếc máy bay chiến đấu khác, chẳng hạn như dòng A-10, F-16 hay là FA-18 hoặc NET của Hải quân Mỹ. Với cái tải trọng 22 tấn thì F-35 được trang bị rất là nhiều loại vũ khí, chẳng hạn như là những cái tên lửa AIM-9X Sidewinder, tên lửa không đối không, AIM-120 AMRAAM hay là dòng AIM-132. Ngoài ra thì có rất là nhiều loại tên lửa không đối đất khác, chẳng hạn như là AGM-88, AGM-158, Spear hay là những cái dòng Brimstone. Và bom thì cũng vô số với những cái loại bom MK-83, 82, 84 cũng như là những cái loại bom dẫn đường laser như dòng Paveway. Và như vậy thì mình đã giới thiệu cho anh em sơ qua về chiếc F-35 này. Trời rất là nắng và khu vực này thì cũng không được vào sâu bên trong nên mình cũng không thể nào mà nói gì nhiều thêm cho anh em được. Cảm ơn anh em đã xem video.